Theo đó, các lệnh trên được thực hiện vào sáng 30 tháng 10. 5 người bị khởi tố gồm ông Di Du Lịch 1972, trú tại phường Đông Dệ, thành phố Thanh Hóa, bác sĩ, trưởng khoa Nam 1, bà Đinh Thị Thu Hồng 1973, trú tại phường Đông Dệ, thành phố Thanh Hóa, bác sĩ, trưởng khoa Nữ, ông Phan Văn Giỏi 1961, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, bác sĩ, trưởng khoa Nam 2 và 2 nữ điều dưỡng gồm Phạm Thị Nhung 1988, trú tại phường Đông Dệ, thành phố Thanh Hóa, Phạm Thị Phương 1985, trú tại làng Hô Giang, huyện Hô Quá, Thanh Hóa. Trong số 5 người bị khởi tố, cơ quan công an đã thực hiện nắm tạm giam 3 người gồm các ông, bà, Di Du Lịch, Đinh Thu Hồng, Phan Văn Giỏi, còn bà Phương và Nhung bị cấm đi khỏi nơi cư trú, không áp dụng biện pháp ngăn chặn. Lực lượng công an cũng tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Di Du Lịch, bà Đinh Thu Hồng và ông Phan Văn Giỏi. Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu thì những người trên bị khởi tố, nắm tạm giam vì liên quan đến việc vứt bớt thuốc bảo hiểm đưa ra ngoài tiêu thụ. Trong đó, bà Đinh Thu Hồng là bà xã của giám đốc bệnh viện này. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.